Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Sản phẩm ngày hôm nay mình gửi đến các bạn đó chính là một chiếc gậy tự sướng nha các bạn. Chiếc gậy này kim luôn chân để Yuten VCT 1688 nha các bạn. Với thiết kế khá là thông minh, khi các bạn gấp gọn lại thì chiếc gậy này chỉ có độ dài là hơn 30 cm, nhưng khi các bạn kéo ra thì nó hơn 1m3 nha các bạn. Nên là các bạn có thể thoải mái sử dụng dòng sản phẩm này, chúng ta mang đi để chụp hình khi đi chơi, đi du lịch. Với thiết kế như thế này thì các bạn có thể an tâm để lựa chọn một chiếc gậy tinh tế như thế này mình sử dụng các bạn nhé. Nếu các bạn có nhu cầu tìm hiểu mua hàng hãy click ngay vào đường link mình đặt sẵn bên dưới các bạn nha. Giới thiệu với các bạn, đây là một shop yêu thích trên Shopee bán dòng sản phẩm này, được đánh giá là 4.9 sao nè, với 1.800.000 sản phẩm đã bán rồi và giá đang giảm hơn 30% nha, chỉ có 249.000 một chiếc gậy như thế này thôi. Nếu các bạn mua dòng sản phẩm này ở ngoài shop sẽ có mức giá cao hơn nha các bạn. Và đây là một shop bán hàng khá uy tín nên các bạn có thể an tâm mua hàng nha. Xem qua một số đánh giá của khách hàng nè, đánh giá 5 sao, gậy xịn ghê ấy, giống như mô tả, kéo dài được hơn mét, cứng cáp chắc chắn ghê. Đóng gói ok, hàng ok, chân tốt, quay được 270, lúc đầu không để ý, tưởng là 360 mà 270 cũng đủ mình dùng. Đó, y hình có thể mình chụp không được đẹp. Đây là hình chụp sản phẩm về luôn, hàng đẹp chắc chắn ghê luôn shop ơi, tính đặt để Tết dùng mà thôi kệ, không dùng lúc này thì dùng lúc khác, lần sau lại ủng hộ shop ạ. Hình thực tế nè các bạn. Nói chung thì đây là một mã sản phẩm mà mình nghĩ rằng là các bạn trẻ sẽ rất là thích. Nó sẽ hỗ trợ cho các bạn có những cái bức ảnh đẹp, có những cái video chất lượng, đồng thời sẽ giúp cho các bạn cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình mình đi chơi và chỉ có những cái sản phẩm tiện ích như thế này. Video chia sẻ sản phẩm ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.